Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Nếu như các bạn có một cái video quay bằng điện thoại di động mà nó rung, nó lắc, xem rất là khó chịu, chóng mặt, thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để làm cho cái video này nó hết rung lắc, rất là đơn giản. Đó là chúng ta sẽ làm bằng ứng dụng CapCut. Nếu như bạn nào chưa biết cái tính năng này thì hãy xem video. Nếu thấy hay, cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào ứng dụng CapCut này. Rồi ta chấp nhận. Chúng ta sẽ nhấn vào chỗ tạo mới. Ta cho phép này. Rồi. Bây giờ ta sẽ chọn tới cái video mà chúng ta muốn chỉnh cho nó hết rung lắc. Ví dụ mình lấy cái video này. Video này. Mình nhấn thêm. Đó, đây là một cái video. Mình quay nó rất là rung lắc này. Đây, theo bước chân. Nó rung cho từng nhịp bước này. Thế bây giờ để làm cho cái video này nó hết rung lắc thì chúng ta sẽ nhấn trực tiếp vào cái video này. À, nhấn trực tiếp vào. Khi nó hiện lên cái ô màu trắng như này. À, nhấn lên, nó hiện ô màu trắng này. Ta kéo cái thanh bên dưới. Kéo thanh bên dưới này. Chúng ta nhìn thấy cái mục ổn định hình ảnh. Ta nhấn vào nó. Và ta kéo cái này hết sang bên cuối này. Và ta nhấn OK. Tiếp theo là ta chờ cho cái này nó chạy đủ 100% nhé. Khi chúng ta đã ổn định lại được cái video này thì xem nó sẽ giảm đi cái sự rung lắc rất là nhiều. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Nếu như chúng ta chưa điều chỉnh thì bây giờ ta kéo về từ đầu này. Em nó rất là rung lắc này. Đó. Bây giờ ta kéo lên này. Đó thì cái độ mượt mà của video đã được cải thiện rất nhiều nhé. Đó, nó đã cải thiện hơn rất là nhiều. Ngoài ra cái ứng dụng này nó còn có một cái phần này cũng rất là hay nữa này. Đó là giảm tiếng ồn. Khi chúng ta quay video mà nó có những cái tiếng xì xèo bên ngoài thì chúng ta sẽ nhấn vào cái mục này, giảm tiếng ồn đây, ta nhấn vào nó. Và ta bật cái này lên. Đó, đang giảm nhiễu. Thì tất cả những cái tiếng xì xèo bên ngoài nó sẽ giảm đi. Video nó rất là êm, rất là im lặng. Chỉ có những cái âm thanh mà chúng ta nói thì nó mới phát ra, còn những cái tiếng xèo xèo đã được giảm triệt để. Và trên cái ứng dụng CapCut này nó còn rất nhiều những cái tính năng hay mà các cái video trước mình cũng đã chia sẻ và hướng dẫn. Nếu như bạn nào chưa biết tới những cái tính năng này thì hãy xem lại các cái video và hãy cho những cái đánh giá. Nếu như thấy những cái tính năng nào hay cần phải bổ sung thì các bạn hãy comment bình luận bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bạn.